hành tốt trong sản xuất. Sau khi học xong, các em cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Trình bày được các nguyên tắc và quy định chung trong thực hành tốt sản xuất. 2. Giải thích được các nguyên nhân gây ô nhiễm chéo, nhiễm khuẩn trong sản xuất và thao tác chế biến, đóng gói trong GMP. 3. Rèn luyện được kỹ năng phát triển cá nhân. Làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm tài liệu. Bài học này bao gồm các nội dung sau đây. 1. Nguyên tắc. 2. Quy định chung. 3. Đề phòng nhiễm chéo và nhiễm khuẩn trong sản xuất. 4. Thao tác chế biến. 5. Thao tác đóng gói. 1. Nguyên tắc. Các thao tác sản xuất phải được thực hiện theo quy trình đã định, đúng với giấy phép sản xuất và lưu hành, mục đích là để có được những sản phẩm có chất lượng nhu cầu. 2. Quy định chung. Việc xử lý nguyên vật liệu và sản phẩm, ví dụ như tiếp nhận và biệt trữ, lấy mẫu, bảo quản, dán nhãn, cấp phát, chế biến, đóng gói và phân phối, đều phải thực hiện theo đúng các quy trình hoặc hướng dẫn bằng văn bản và được ghi chép lại nếu cần thiết. Cần hết sức tránh những sai lệch so với quy trình hoặc hướng dẫn, nếu có xảy ra sai lệch thì đó cần phải được thực hiện theo quy trình đã duyệt. Sai lệch phải có sự phê duyệt bằng văn bản của người có trách nhiệm, với sự tham gia của bộ phận kiểm tra chất lượng, nếu thích hợp. Cần tiến hành kiểm tra về sản lượng và cân đối số lượng khi cần để đảm bảo không có sự khác biệt so với giới hạn cho phép. Thao tác trên các sản phẩm khác nhau không nên tiến hành đồng thời hoặc liên tiếp trong cùng phòng, trừ khi không có nguy cơ lẫn lộn hoặc nhiễm chéo. Trong suốt thời gian chế biến, tất cả nguyên vật liệu, bao bì đựng bán thành phẩm, những máy móc thiết bị chính, và nếu được, cả các phòng và dây chuyền đóng gói đang được sử dụng đều phải được dán nhãn, hoặc nếu không, phải có ký hiệu nhận dạng ghi tên sản phẩm, hoặc nguyên vật liệu chế biến, nồng độ, nếu thích hợp, và số lô nếu được, nên nêu cả công đoạn sản xuất, trong một số trường hợp, có thể cũng cần phải ghi lại tên của sản phẩm được chế biến trước đó. Việc ra vào nhà xưởng sản xuất nên hạn chế, chỉ nhân viên có thẩm quyền mới được ra vào. Thông thường, những sản phẩm không phải là thuốc không được sản xuất ở cùng khu vực hoặc trên cùng máy móc thiết bị dùng để sản xuất dược phẩm. Các biện pháp IPC thường được thực hiện trong khu vực sản xuất. Việc thực hiện các kiểm tra này không được có ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm đang chế biến hoặc sản phẩm khác, ví dụ, gây nhiễm chéo hay lẫn lộn. 3. Đề phòng nhiễm chéo và nhiễm khuẩn trong sản xuất. Khi nguyên vật liệu và sản phẩm khô được sử dụng trong sản xuất, cần đặc biệt thận trọng tránh tạo ra và phân tán bụi. Cần có thiết bị và biện pháp kiểm soát không khí thích hợp, ví dụ, khí cấp và khí thải phải đạt chất lượng phù hợp. Cần tránh để một nguyên liệu ban đầu hoặc một sản phẩm nhiễm vào một nguyên liệu hay sản phẩm khác. Nguy cơ nhiễm chéo có thể xảy ra do thiếu kiểm soát sự phân tán bụi, khí, tiểu phân, hơi, bụi nước hoặc vi sinh vật từ các nguyên vật liệu và sản phẩm trong quá trình sản xuất. Từ dư chất bám lại trên máy móc thiết bị, từ côn trùng xâm nhập, từ trang phục và da của nhân viên vận hành. Mức độ nghiêm trọng của nguy cơ này thay đổi tùy thuộc vào loại yếu tố gây nhiễm và loại sản phẩm bị nhiễm. Trong số những yếu tố gây nhiễm nguy hiểm nhất có các nguyên liệu gây dị ứng, các chế phẩm sinh học, ví dụ như các vi sinh vật sống, một số loại hormone, các chất độc tế bào và các nguyên vật liệu có hoạt tính cao khác. Những sản phẩm khi bị tạp nhiễm dễ gây nguy hiểm nhất là những sản phẩm dùng đường tiêm truyền hoặc dùng trên các vết thương hở, và những sản phẩm dùng với liều lớn và hoặc lâu dài. Cần tránh nhiễm chéo bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp, ví dụ, A. Sản xuất ở các khu vực khép kín và riêng biệt, có thể cần thiết cho những sản phẩm như penicillin, vaccine sống, các chế phẩm vi khuẩn sống và một số sinh phẩm khác. B. Tiến hành sản xuất theo chiến dịch, tách biệt bằng thời gian, sau đó được làm vệ sinh thích đáng theo quy trình làm vệ sinh đã được thẩm định. C. Có các chốt gió phù hợp, chênh lệch áp suất, hệ thống cấp và thải không khí. D. Hạn chế tối đa nguy cơ tạp nhiễm gây ra do sự tái tuần hoàn, hoặc tái lưu của không khí không qua xử lý, hoặc xử lý chưa đảm bảo. E. Mặc trang phục bảo hộ ở những khu vực chế biến các sản phẩm, hoặc nguyên liệu. F. Sử dụng các quy trình làm vệ sinh và khử trùng, đã được đánh giá về hiệu quả. G. Sử dụng một hệ thống khép kín trong sản xuất. H. Kiểm tra dư chất. I. Sử dụng nhãn ghi tình trạng sạch trên máy móc.
Cần kiểm tra định kỳ các biện pháp ngăn ngừa nhiễm chéo và hiệu quả của chúng theo các quy trình thao tác chuẩn. Môi trường tại những khu vực chế biến các sản phẩm nhạy cảm cần được giám sát định kỳ, ví dụ, theo dõi vi sinh vật và tiểu phân nếu phù hợp. 4. Thao tác chế biến. Trước khi bắt đầu bất kỳ thao tác chế biến nào, cần tiến hành các bước đảm bảo là khu vực làm việc và máy móc thiết bị được sạch và không có bất kỳ nguyên liệu ban đầu, sản phẩm dư, nhãn hoặc tài liệu không cần thiết cho thao tác sắp diễn ra, cần tiến hành và ghi lại tất cả các kiểm tra trong quá trình sản xuất và kiểm soát môi trường. Cần có phương tiện chỉ ra những sai sót của máy móc hoặc dịch vụ cấp cho máy móc, ví dụ nước, khí. Máy móc bị hỏng phải ngừng sử dụng cho tới khi hư hỏng được khắc phục, sau khi sử dụng. Máy móc thiết bị sản xuất phải được làm vệ sinh ngay theo các quy trình chi tiết bằng văn bản và bảo quản ở điều kiện sạch và khô trong khu vực riêng biệt sao cho tránh bị tạp, nhiễm. Giới hạn thời gian bảo quản máy móc, thiết bị từ sau khi làm vệ sinh đến trước khi sử dụng, phải được nêu rõ và dựa trên số liệu rõ ràng. Bao bì để đóng thuốc phải được làm sạch trước khi đóng thuốc, cần chú ý tránh và loại sạch mọi yếu tố gây tạp nhiễm, ví dụ như mảnh vỡ của thủy tinh, hoặc các mảnh kim loại. Cần ghi chép và điều tra mọi sai lệch đáng kể so với sản lượng dự kiến. Cần kiểm tra để đảm bảo rằng các ống dẫn và các máy móc, thiết bị sử dụng để truyền sản phẩm từ khu vực này sang khu vực kia được tiếp nối đúng cách. Ống dẫn nước cất hoặc nước khử ion và các đường ống nước khác, nếu có, phải được làm vệ sinh và bảo quản theo đúng quy trình thao tác bằng văn bản. Trong đó, nêu chi tiết các giới hạn về vi sinh vật và biện pháp cần tiến hành khi giới hạn này không đạt. Máy móc và dụng cụ đo lường, cần ghi chép và kiểm soát, phải được bảo dưỡng và hiệu chuẩn theo định kỳ nhất định, và việc bảo dưỡng, hiệu chuẩn phải được lưu hồ sơ. Để đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động đạt yêu cầu, cần kiểm tra khả năng thực hiện thử nghiệm của dụng cụ hàng ngày hoặc trước khi dùng. Cần nêu rõ ngày hiệu chuẩn và bảo dưỡng và ngày cần hiệu chuẩn lại. Tốt nhất là ghi ngay trên nhãn dán trên thiết bị. Các thao tác sửa chữa và bảo dưỡng không được gây nguy hiểm cho chất lượng sản phẩm. 5. Thao tác đóng gói. Khi đang lập chương trình cho các thao tác đóng gói, cần đặc biệt chú ý giảm tối đa nguy cơ gây nhiễm chéo, lẫn lộn hoặc bị cháo đổi. Các sản phẩm khác nhau không nên được đóng gói trong những khu vực gần nhau, trừ khi có vách ngăn cơ học hoặc một hệ thống ngăn cách nào khác có mức đảm bảo tương đương. Trước khi bắt đầu thao tác đóng gói, cần có các bước kiểm tra để đảm bảo là khu vực làm việc, dây chuyền đóng gói, máy in và các máy móc thiết bị khác đã sạch và không có sản phẩm, nguyên vật liệu hay tài liệu dùng trước đó mà không cần cho thao tác hiện thời. Việc dọn quăng dây chuyền cần tiến hành theo đúng quy trình, phù hợp và danh mục kiểm tra phải được lưu hồ sơ. Tên và số lô của sản phẩm đang được xử lý trên dây chuyền phải được treo ở mỗi điểm hoặc dây chuyền đóng gói. Thông thường, việc dán nhãn phải đi liền với việc đóng thuốc và gắn xi càng nhanh càng tốt. Nếu chưa dán nhãn ngay được cần thực hiện quy trình phù hợp để đảm bảo không xảy ra lẫn lộn hoặc dán nhãn nhầm. Cần kiểm tra và ghi lại tính chính xác khi nhấn, ví dụ in mã số và ngày hết hạn được thực hiện riêng biệt hoặc trong khi đóng gói. Cần chú ý việc in bằng tay, phải kiểm tra lại theo định kỳ phù hợp. Cần đặc biệt thận trọng khi dùng nhãn đã cắt rời và khi thực hiện in đè ở ngoài dây chuyền và trong các thao tác đóng gói tay. Thường nên sử dụng cuộn nhãn cắt khi dán để tránh lẫn lộn, dùng phương pháp kiểm tra nhãn bằng thiết bị điện tử tự động ngay trên dây chuyền sẽ giúp ích trong việc ngăn ngừa lẫn lộn. Nhưng cần kiểm tra để đảm bảo rằng máy đọc mã, máy đếm nhãn hoặc các thiết bị điện tử tương tự khác hoạt động chính xác. Khi nhãn được dán bằng tay, cần thực hiện các kiểm tra trong quá trình thường xuyên hơn. Những thông tin được in hoặc dập trên bao bì đóng gói phải rõ ràng, khó phai hoặc khó tẩy xóa. Kiểm tra thường xuyên sản phẩm trên dây chuyền trong khi đóng gói ít nhất phải bao gồm việc kiểm tra đối với A. Hình thức chung của bao gói. B. Xem việc đóng gói có hoàn thiện không. C. Xem có dùng đúng sản phẩm và bao gói không. D. Xem việc in đè có đúng không. E. Máy giám sát trên dây chuyền có hoạt động chính xác không. Mẫu đã lấy ra khỏi dây chuyền đóng gói không được để trở lại. Những sản phẩm có liên quan đến một sự cố bất thường trong đóng gói chỉ được đưa trở lại quy trình sau khi đã qua kiểm tra, điều tra đặc biệt và được người có thẩm quyền cho phép. Cần có hồ sơ chi tiết về thao tác này.
những khác biệt có ý nghĩa hoặc bất thường trong việc đối chiếu lượng sản phẩm chờ đóng gói và bao bì có in ấn. Với số lượng đơn vị thành phẩm, cần được điều tra, cân nhắc thỏa đáng và ghi hồ sơ trước khi cho xuất lô. Khi hoàn thành thao tác đóng gói, mọi nguyên liệu bao gói đã in số lô mà chưa dùng đến đều phải hủy, việc hủy bỏ phải được ghi hồ sơ. Nếu bao bì in sẵn chưa có số lô được trả về thì phải theo một quy trình trong đó quy định rõ các kiểm tra cần thực hiện trước khi trả lại nguyên vật liệu chưa dùng về kho. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.